Chúng ta tìm Tống đại ca trước nha. Con Ngọc Liên à. Ê, con Ngọc Liên. Con Ngọc Liên. Chuyện gì? Con mau đi coi Tống bác sư đi. Nếu anh muốn gặp tôi, anh không biết tới đây sao? Tống bác sư bị thương, bây giờ còn hôn mê nữa đó. Tại sao anh bị thương? Hình như là bị người họ Dương đánh đó. Ngu nhị, anh không cần gạt tôi. Tống đại ca võ công cao cường, một người làm sao đánh anh bị thương được? Tôi nói thiệt mà, Tống áp sư bị thương thiệt mà. Không, cô đi coi đi. Hả? À, cô không chịu đi phải không? Vậy tôi đi kiếm đại phu. Ngưu nhị, tôi đi theo anh. Rất cảm ơn dì Vĩnh Hồng đã cứu tôi. Ê, Tống đại ca, xin đừng nói vậy. Anh cứu qua tôi, không lẽ anh quên sao? Được dì cứu giúp thì phải cảm ơn thôi. Cái gì cảm ơn chứ? Lý Quỳ tôi thích đánh lộn lắm. Hơn nữa lần này là giúp Tống đại ca. Tôi nghe nói Tống đại ca là Vĩnh Hồng cái thế. Lý Quỳ hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Lý huynh đệ, con không sao chứ? Dạ không sao. Bây giờ con Ngọc Liên nó vẫn chưa tới. Con Ngọc Liên tới rồi kìa. Kêu cổ vô đi. Tống đại ca, Võ Tòng xin phép tránh mặt nha. Lý Quỳ tôi cũng xin tránh mặt. Phước à. Dạ. Đưa như vậy anh Hùng ra uống rượu đi. Tốt lắm, tôi thích uống rượu lắm mà. Mời. Cháu muốn để cho cô Ngọc Liên coi bệnh Tống đại ca đó. Cháu ra ngoài uống rượu đi. Dạ khỏi, cháu còn phải đi bán nữa. Tống đại ca, được cô Ngọc Liên coi bệnh cho anh yên tâm đi nha. Cháu đi về nha. Cảm ơn cháu. Cô Ngọc Liên, Giang Nhi có sao không? Anh bị thương không nặng lắm, theo cháu nghĩ chắc không sao đâu. Bây giờ để cháu biên tòa thuốc cho ông, mỗi ngày cho anh uống 2 lần, vậy thì được rồi. Con ngồi vậy làm cái gì? Ngọc Liên à, cảm ơn em nha. Con muốn đi đâu chứ? Chà, Dương chỉ bị té xuống vực sâu, bây giờ chưa biết chết hay là sống. Bây giờ con đi cứu anh nha. Anh bị thương như vậy mà còn đòi xuống núi? Dương chỉ là con cháu của Trung Thần, chuyện này do anh gây nên, anh đương nhiên phải đi cứu anh. Nếu như anh muốn vết thương bị nặng thêm, vậy thì anh đi đi. Anh không lo cho sức khỏe của anh, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng nếu anh bị thương nữa, tôi không coi bệnh cho anh đâu. Phải đó, con nghe cô Ngọc Liên nói đi. Con biết ai cũng quan tâm cho con lắm, nhưng mà chuyện này tại con gây nên, con phải đích thân đi. Hơn nữa chuyện giữa con và Dương chỉ cần phải giải quyết đó. Hắn đánh anh bị thương mà anh còn lo đi cứu hắn? Tôi nghĩ chắc anh không cần phải uống thuốc nữa, tôi về. Khoan đã, Ngọc Liên của nương, tha lỗi cho nó đi. Tánh của nó là vậy đó mà, nó nặng tình nghĩa lắm. Xin cô hãy nể mặt tôi. Ngọc Liên, xin lỗi nha. Vậy nha, bây giờ nhờ nhị vị anh Hùng ở ngoài đi cứu. Chỉ còn cách này thôi. Cô Ngọc Liên, cô ở đây nha, để tôi ra ngoài nói với hai vị. Thôi khỏi, nếu mà anh chịu nghe cháu nói thì ông cho anh uống thuốc đi. Cháu đi về. Cô Ngọc Liên à, cô Ngọc Liên, cô chờ một lát đi. Thấy không, xin hỏi chuyện gì? Bây giờ Giang Nhị bị thương như vậy, tôi muốn cô ở lại đây, cô có bằng lòng không? Không, cháu không muốn làm phiền tới ông nữa. Có cái gì đâu mà làm phiền, tôi đã coi cô là người một nhà mà. Nhưng mà Giang Nhị nó bị thương như vậy, còn tôi thì già rồi, đâu làm được cái gì chứ. Còn có anh Thanh mà. Thanh Nhi không biết nó chạy đi đâu. Nếu mà giao cho nó chắc là chết.
Hơn nữa tôi thường bị ho, lúc ho thì thấy đau ở ngực lắm. Cô hãy nghe tôi nói, cô ở lại đây đi nha. Hả? À? Thôi được rồi, cho dọn vô đây ở. Thì ra anh là võ tòng hả? Hèn chi võ công anh cũng được đó chứ. Lý Đi Ca, cảm ơn anh nha. Ê, chỉ anh không biết đó thôi. Hồi nãy anh đang ngăn cản tôi, làm tôi đánh không có sướng tay chút nào. Ê Lý Đi Ca, võ công của tôi làm sao bằng anh được chứ? Nói nhưng mà làm cái gì? Lôi thôi, cũng đánh thì đánh đi. Lý Đi Ca, người ta nói quyền cước không có mắt, chúng ta tội gì mà làm mất lòng với nhau? Cái gì? Một không muốn đánh với tôi sao hả? Lý Đi Ca, cái gì? Tôi muốn biết cái tên võ tòng chỉ được cái hư danh mà thôi phải không? Lúc bây giờ nó chết con cọp hay là con mèo đây? À, chúng ta đánh đi, lên. Lý Đi Ca, xin chào anh. Ê, không cho đi. Chào nhị vị. Chào thái công. Dàn nhị có chuyện thương lượng với hai vị đó. Một lát đánh với anh đó. Anh không dám đánh, anh là thằng nhát. Sao mà nhát quá đi. Tổng đại ca. Đại ca, chuyện gì vậy? Không, tôi muốn làm phiền hai anh đi xuống núi để mà cứu Dương Chí thôi. Cứu Dương Chí? Phải, chuyện này mai mốt tôi kể cho hai anh biết. Bây giờ cần nhất là đi cứu anh. Được, tôi đi. Người ta đi anh cũng đòi đi theo. Tổng đại ca, yên tâm đi, dù Lý Quyền này có phải bỏ mạng cũng sẽ cứu Dương Chí về cho anh. Đừng có theo tôi ạ. Tổng đại ca, không sao đâu, để cho anh đi đi. Tại vì Lý Quyền là người tính tình ngay thẳng, nói rồi nhất định sẽ làm. Tổng đại ca, anh này giấu huynh đệ. Đáng lẽ là anh đã đi An Bình rồi mà, tại sao lại còn ở Giang Thành vậy? Gần đây trại An Bình bị nạn lụt, cho nên hai anh lính nói chờ thêm nữa mới lên đường. Thì ra là như vậy à. Tổng đại ca, Dương Chí là ai vậy? Trước kia anh làm đề hạch, anh tới đây là vì điều tra về việc Sanh Thành Cương. Nó nghi ngờ anh hả? Về chuyện này tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Giả huynh đệ, anh là anh em tốt của tôi, tôi nói thật với anh nha. Thật ra những người cướp Sanh Thành Cương là Triệu Đại Ca cùng những người bạn của anh. Đầu đuôi chuyện này ra sao? Được rồi, tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho anh biết nha. Vết thương của anh mới khỏe lại thôi, chưa diễn đã ra đây làm gì? Uống thuốc của em đã thấy khỏe nhiều rồi. Ngọc Liên à, rất là cảm ơn em chịu tha lỗi cho anh, chịu dần về đây ở. Em về đây là săn sóc cho Thái Công thôi. Ngọc Liên, anh và Diễm Bạch Tích đâu có tình cảm. Tống Đại Ca anh... à, anh đừng nói chuyện này nữa. Ngọc Liên à, hãy nghe anh nói đi. Tống Đại Ca, thật ra em đâu có trách ai. Tại vì số của em không được tốt thôi. Em mong là anh đừng kể những chuyện đó nữa. Ngọc Liên à. Tổng đại ca. Sao hả? Có tìm thấy Dương Chí? Tôi tìm hết một ngày cũng không thấy nữa. Tôi không biết là Dương Chí ở đâu. Anh đã kiếm kỹ chưa? Tôi kiếm rất kỹ rồi, kiếm hết cái núi đó rồi mà. Nhưng mà vậy, tôi nghĩ là chắc chưa chết đâu. Một là có người đã cứu nó, hai là nó đã tự mình đi được. Ngày này, võ tòng đâu rồi? Đã đi lúc sáng này rồi. Nó đi đâu? Trại An Bình. Võ tòng thiệt là, tôi kêu nó đây về để đấu với tôi mà. Nè Lý huynh đệ, đi đâu vậy? Kiếm nó đâu vợ đó. Nhưng mà Tống đại ca yên tâm đi, tôi sẽ tìm được Dương Chí cho anh. Anh chờ tôi đi, chờ tôi đi ha. Vợ đâu? Anh muốn bỏ chạy đó hả? Anh đừng có quên là anh chưa đấu với tôi đó. Anh thấy gì chứ? Giờ tôi bị còng lại, làm sao mà tôi đấu với anh? Không được, hôm nay làm thế nào anh cũng phải đấu với tôi. Đi đi. Võ đại ca, lập tức mở còng cho võ tòng đi, nếu không tôi chém đầu nó liền. Lý Quỳ, anh đừng có làm gì anh lính này nha. Nếu anh chịu đấu tôi sẽ thả nó. Võ đại ca, hãy dạy cho nó biết đi, đừng có làm trễ nải hành trình của chúng ta. Được,
Tôi chịu đấu với anh. Xin lỗi. Võ huynh, quả nhiên là lợi hại, tôi phục anh lắm. Lý Quỳ, anh quá khen thôi. Ê, đời Lý Quỳ của tôi không có nể mặt ai đâu. Tôi chỉ nể mặt có hai loại người thôi. Một là những người như Tống Đại Ca, là người nhân nghĩa. Loại người thứ hai là võ công cao hơn tôi đây này. Hôm nay tôi thật sự gặp đại thủ, đánh thiệt là sướng. Mấy ngày nay tôi cảm thấy vui vẻ lắm, tại vì tôi quen được hai anh em, một là Tống Đại Ca, hai là Võ Huynh nè. Lý Quỳ, anh quá khách sáo. Tôi được làm bạn với anh, tôi cảm thấy vinh hạnh lắm. Tôi không là quái canh, canh lên đường đi, vì tôi phải đi kiếm Dương Chí. Dương Chí hả? Đúng, tại vì tôi đã hứa với Tống Đại Ca, tôi phải tìm gặp Dương Chí tôi mới giờ gặp anh. Võ Huynh, tôi đi nghe. Hẹn ngày tái ngộ. Ủa, anh Đào hả? Có nhớ tôi là ai không vậy? À, anh là Trương Văn Diễn. Trước kia anh làm việc trong chủ tôi, phụ trách thu thuế ruộng chứ gì. Phải rồi, Triệu Lão Gia đâu? Tại sao cửa lớn cũng khóa vậy? Tôi cũng không có rõ. Tôi chỉ biết là có một đêm Triệu Lão Gia và người nhà của anh thu dọn hành lý rồi bỏ đi chỗ khác. Chỉ còn người làm của chúng tôi và nhờ Tân Ốc Sư cho giải tán và cho về quê đó. Thái Công à, vết thương của Tống Đại Ca đã khỏe lại gần hết rồi. Anh uống thuốc bột thêm một hai lần nữa thì sẽ khỏe hẳn. Cảm ơn à. Văn Nhi, sao còn ngồi đó? Không biết cảm ơn cô Ngọc Liên đi. Dạ khỏi cảm ơn. Chữa thương và chữa bệnh là bổn phận của cháu mà. Vậy chứ cô và Văn Nhi đáng lẽ phải. Thái Công à, ông cũng bớt ho rồi phải không vậy hả? Ờ, bớt nhiều rồi. Tôi và Văn Nhi đây được sự săn sóc của cô mà. Tống Đại Ca đã khỏe lại thì có Tống phu nhân lo cho ảnh. Cái gì chứ, nó đâu có phải là người đàng hoàng đâu. Tấn Công à. Chào cha. Chào cô Ngọc Liên. Cô tới chơi hả? Thái Công à, cháu về nha. Sao không ngồi chơi chút nữa hả? Hôm nay không thấy con về, hôm nay con mới về. Ngọc Liên à. Hả? Chờ tôi với. Tấn Công, em tới đây để làm gì? Em nấu canh gà nhân sâm cho nuống nè. Cần gì phải nấu canh cho nuống chứ? Ê, do vì anh bị thương đó mà. Cho nên em nấu canh cho anh uống bổ. Quan tâm anh cũng không được hay sao? Em nghe người ta nói anh bị đánh bị thương. Ai mà lợi hại như vậy đủ sức đánh anh bị thương? Dù cho anh nói cho em nghe đi nữa, em cũng không biết là ai đâu. À, anh nói cũng đúng. Em trên đường tới đây đi ngang qua Triệu Gia Bảo, thấy cửa lớn của họ dùng khóa khóa lại, không biết là tại sao vậy. Còn nữa nha, em nghe người ta nói là gia đình của họ chỉ trong một đêm thôi toàn bộ đi hết. Anh quen thân với Triệu Bảo Chánh, chắc anh biết tại sao mà. Ê, chắc là anh có chuyện cho nên phải rời khỏi chỗ một lần thôi. Bọn họ đi gấp như vậy là chuyện gì đó? Tại sao lại muốn biết chuyện này quá vậy hả? À, không, tại vì những người ở đây ai ai cũng đang bàn luận về cái chuyện này. Em thấy anh và ảnh là bạn lâu năm, cho nên tùy ý hỏi vậy thôi. Canh đã nguội rồi nè, anh uống đi. Uống mau đi. Tống gia thật sự không biết à? Chuyện này em không có biết, nhưng mà em thấy ảnh hình như có cái gì muốn giấu em vậy đó. Nghe em nhắc tới cái chuyện của Triệu Bảo Chánh, mặt của ảnh khó coi lắm. Gần đây quan phủ nghi rằng tên phi thiên thử có liên can tới vụ Song Thành Cương bị cướp. Gặp lúc này Triệu Bảo Chánh lại đi vắng nữa chứ. Không lẽ có cái gì trong đó? Nè, anh nói cái gì đó? Sam không có hiểu. Ờ, không có gì, không có gì. Chết anh nữa nha. Khi không kêu người ta hỏi Tống Văn về chuyện này, bây giờ hỏi xong rồi anh lại không cho người ta biết là chuyện gì. Anh xấu quá đi. Bộ anh nghĩ rằng Tống Văn cũng có phần cướp Song Thành Cương? Thôi anh về, tối nay không ở đây. Ý, khuya rồi, anh ở đây đi.
Mai anh tới mà. Anh về nha. Ông chủ à, bán cho nửa con thịt heo đi. Hả? À, nửa con thịt heo hả? Được rồi, tôi định để xe đi về đó. Anh này, à, miếng này ngon hơn nè, nửa con à. Cảm ơn anh hai chiếc bạc thôi. Hey, Trương Nhân Diễn, khoan đi đã. Hey, nửa đêm khuya mà anh chạy từ nhà bà Tích ra đây làm cái gì đó? Nè ngươi. Ngươi cái gì? Tôi thấy anh lén lén lúc lúc như vậy là không phải là người tốt rồi đó. Tôi không ngờ anh dụ dỗ dội có tống đại ca nữa. Ngươi đừng nói bậy nha. Cái gì? Tao tìm tống đại ca có chuyện gấp, nhưng ảnh không có nhà. Hey, khoan đi đã. À, sợ rồi hả? Bây giờ biết sợ phải không? Không nói nữa. Không cho đi, đi gặp tống đại ca đi. Buông tay. Ông buông. Không chịu buông. Ông chịu buông. Ây da. Ngươi có bằng cớ gì nói ta như vậy? Bọn người thấy hay sao? Chính ta thấy người trong đó, đi ra. Ngươi mà dám nói bậy nữa thì đừng trách ta. Đi. Tống đại ca, tôi nói thật đó, chính mắt tôi thấy nó từ trong nhà Diêm Bà Tích đi ra. Cái tên dâm tặc Trương Nhân Diễn đó, nó đâu coi trọng tống đại ca chứ. Hay là chúng ta triệu tập mọi người công khai tuyên bố bắt nó đi ngâm lòng heo đi. Ngôn Nhị, em đừng có nóng nảy. Tạm thời chúng ta không thể làm như vậy đâu. Tại sao chứ? Nó nói cũng đúng. Tạm thời chúng ta chưa có bằng chứng thật sự để mà chứng minh. Bộ định bỏ qua cho nó sao? Chuyện này anh sẽ có cách giải quyết mà. Ngôn Nhị à, cái chuyện này là chuyện của nhà Tống gia, rủi mà ở ngoài biết được người ta sẽ nói này nói kia đó. Tống đại ca, anh yên tâm đi, em sẽ không nói với ai đâu. Cảm ơn em đã cho anh biết chuyện này. Tống đại ca, anh đừng có khách sáo. Ngưu Nhị, nghe muốn nói gương tống đại ca, thấy có chuyện bất bình là rút đao ra giúp thôi. Đại công tử, có chuyện gì? Ở ngoài có một người khách muốn gặp đại công tử nói chuyện quan trọng. Giờ này còn có người kiếm tôi nữa. Dạ phải, người khách còn đang chờ ở ngoài. Là vị khách này đây. Tôi là Tống Giang, xin hỏi chú kiếm tôi có chuyện gì hả? Tôi mang thôi tới đây, xin hỏi ở đây nói chuyện có tiện không vậy? Bây giờ chú nói đi. Triệu đại ca kêu tôi tới đây đó. Triệu đại ca? Anh vẫn mạnh chứ hả? Triệu đại ca vẫn mạnh. Triệu đại ca muốn hẹn với Tống Pháp Sư trưa mai lên chỗ Bích Dân Sơn để mà gặp mặt với nhau tại Kim Phật Tự, để mà thương lượng về vấn đề phân chia tài vật xâm thần cương. Thì ra là chuyện xâm thần cương hả? Dạ phải. Chắc chú là người được triệu đại ca tin cậy chứ gì? Dạ phải. Vậy tại sao tôi chưa có gặp mặt chú vậy hả? Tôi và triệu đại ca hai người tính tình giống nhau, tuy rằng chúng tôi mới quen nhau thôi, nhưng mà tôi và anh thật lòng lắm. Thì ra là như vậy. Như vậy thì làm phiền chú quá. Trưa ngày mai tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Vậy thì xin chào tống đại ca nha. Chào. Chào. Một lát có người tới kiếm Triệu Cái hả? Tôi đi. Lát sẽ có người tới đây kiếm Triệu Cái thương lượng với nhau về sông Thành Cường. Ai mà tới gặp Triệu Cái đó ha, là phản tặc đó. Có người đi vô kìa. Tao nói không sai mà. Tống Giang là phản tặc đó. Vậy thì bắt đi, lại lên. Người to gan, dám mà cướp sông Thành Cường hả? Hãy mau xua tay chịu trói đi, lên. Dạ. Lên đây. Lữ Bộ Đậu là người của mình đó. Tại sao vậy hả? Chúng tôi tới bắt phản tặc. Chúng tôi cũng tới đây bắt phản tặc. Chúng tôi nhận được tin nó là Triệu Đại Ca đã cướp sanh thần cương ở đây, cho nên mới tới bắt nó. Tại sao anh lính này ăn mặc như là Triệu Cái vậy? Tống Pháp Sư à, ta hiểu lầm với nhau thôi. Vì tôi muốn bắt Triệu Cái, cho nên mới cho người giả nó đến bắt tròn ổ đó. Thì ra là như vậy hả? Chẳng qua là hiểu lầm với nhau thôi. Tống Đại Ca đoán không sai chút nào. Thật ra Triệu Bộ Đầu và mấy người đó muốn bắt Tống Đại Ca đó. Cũng may là Tống Đại Ca biết gian kế của tụi nó, cố tình diễn màn kịch cho Triệu Bộ Đầu coi. Thật ra hôm qua có người đưa thơ cho ta, ta dò một cái đã thấy khả nghi rồi. Triệu Đại Ca là một con người rất cẩn thận. Còn việc sanh thành cương là chuyện tối mật, anh quyết không có cho một người mà ta chưa từng thấy mặt tới đưa thơ cho ta đâu. Sau khi mà ta đọc xong lá thơ đó, ta đã biết là giả mà. Bộ lá thơ này không phải là anh viết hả? Đúng vậy. Chữ viết ở trong lá thơ này giống như là chữ của Triệu Đại Ca lắm. Nhưng ở trên này có con dấu nè. Ta đã coi qua rồi, ta biết đây là cây bẫy. Tại sao vậy?
Tại vì Triệu đại ca viết thơ cho ta lâu nay đều ký tên, không bao giờ dùng con dấu đâu. Nhưng mà Triệu Bộ Đầu võ được văn không, anh đâu có thể giả mạo chữ viết của Triệu đại ca chứ. Đúng rồi, vậy thơ đó là do ai viết? Ta đã biết là ai rồi. Nhân viên, nhân viên. Tống đại ca, anh kiếm nhân viên hả? Ừ. Anh đi vắng rồi. Cảm ơn nha. Không có gì. Nè con à, con à, con khoan đi đã. À, giờ mẹ kiếm con từ nãy giờ đó. Vì mà là chuyện gì vậy? Trời, lâu quá con không qua nhà của mẹ. Ta bận ghê lắm. Giờ này chắc là ta không có thể tới được rồi. Tại sao? Đúng rồi, chắc là con nghe người ta đồn. Cái đó là lời đồn thôi, con đừng có tin họ nha. Là lời đồn hay là lời thật tôi tự biết phân mà. Con nghe mẹ nói đi. Tại cái tụi khốn nạn nó ghét con gái của mẹ lấy con, cho nên nó mới cố tình nói xấu thôi. Thế như ta nghĩ đó, thì là có lửa mới có khói thôi. Không phải đâu. Bà Tích nó nghe đồn như vậy à, nó rất là lo sợ. Vì sợ con tin theo lời đồn, cũng sợ tiếng tăm của con bị ảnh hưởng, cho nên nó cứ khóc hoài. Khóc bây giờ yếu sức khỏe lắm rồi. Con theo mẹ về đi. Đi nghe con. Nó còn nói nếu mà con thiệt tình tin người ta đồn á, thì nó sẽ tự sát để chứng minh là nó bị vu oan đó. Được, ta theo Thím đi về. Thiệt hả? Vì ta có chuyện muốn hỏi con. Bà Tích, bà Tích à, con gọi ai tới thăm con nè. Tấn công, là Tấn công hả? Con biết không, bà Tích nhớ con quá đến nỗi hai bên má bị móp vô đó. Tấn công à, hãy ngồi đi. Ngồi đi con. Thôi mẹ đi ra ngoài nghe hả, hai đứa con ở đây nói chuyện đi. Nhớ kêu nó cho tiện nha. Thôi mẹ ra ngoài nghe. Tấn công à, em châm rượu cho anh uống nha. Khỏi cần. Anh có chuyện muốn hỏi em. Em phải trả lời thật lòng nha. Em nói láo với anh hồi nào? Hôm đó tại sao em lại hỏi chuyện của Triệu đại ca? Tại em tùy ý hỏi vậy thôi. Có người chủ sự cho em làm hả? Em nói đi. Đâu có. Đâu có chứ. Em khỏi cần chối nữa. Anh biết chắc là có người chủ sự cho em làm. Em nói mau đi. Anh đừng có đa nghi như vậy. Khi không ai mà kêu em hỏi anh như vậy chứ. Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ hả? Được. Em muốn chối để cho em chối. Nhưng mày mới phải cẩn thận đó nha. Ê, Tướng Công à. Tướng Công. Tướng Công mà đi đâu vậy? Dạ cảm ơn ông chủ nha. Làm việc ông hút cho tôi tờ thuốc này. Cô Ngọc Liên, cô tới mua thuốc cho Tống Bác Sư đó hả? Cô Liên à, cô thiệt là tốt quá. Thường mua thuốc bổ nấu cho Tống Bác Sư uống. Được rồi đó cô Ngọc Liên. Cảm ơn. Không có gì. Nè Tướng Công à, sao đi về mau quá vậy? Lát nữa mẹ lại trách em đó. Ở đây là ngoài đường, em đừng có làm như vậy. Sợ cái gì chứ, chúng ta là vợ chồng đó mà. Đừng có đeo theo tôi nữa nha. Chừng nào anh mới cho em tiền nhà chứ. Nè. Anh tưởng anh là cái gì? Nếu không phải vì tiền nhà của anh cho, cô này hơi sức nào mà gặp anh chứ. Cô Ngọc Liên.
Cô Ngọc Liên à, cô có sao không? Cô còn nhớ Tống Đại ca hả? Thật ra theo tôi thấy thì cô hãy nên quên Tống Đại ca đi. Cô và ảnh không thể nào đâu. Tại sao cô lại không chịu nhìn xa một chút chứ? Cô hãy vui vẻ lên và nhìn chung quanh tứ phía coi. Không lẽ trong người quen của cô không có người nào đáng cho cô thương sao hả? Tiểu Thức, cô Ngọc Liên à, tôi thật lòng với cô đó. Tiểu Thức à, chúng ta không thể nào đâu. Tôi chịu chờ mà, tôi chờ tới chừng nào cô chấp nhận thôi. Tôi nói thật cho anh biết, suốt đời tôi chỉ yêu có một người. Chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được. Xin lỗi. Không lẽ tôi thật không có cái gì đáng cho cô thương sao? Tiểu Thất à, tôi biết anh là người tốt. Thì phải rồi. Nhưng mà trong lòng của tôi chỉ yêu có một mình Tống Đại ca. Anh đừng có nghĩ bậy nhờ. Chúng ta vẫn là bạn thân mà, đúng không? Ngọc Liên cô nương à, trong đời của tôi chỉ yêu có một mình cô thôi. Anh đừng có làm vậy. Cô Ngọc Liên à, tôi... Tiểu Thất à, chúng ta không thể nào đâu. Cô Ngọc Liên à, tôi... Tiểu Thất à. Cô Ngọc Liên, chúng ta không thể nào đâu. Cô Ngọc Liên à, tôi... Cô Ngọc Liên. Tiểu Thất, nếu phải thì ra đây đi. Bây giờ còn chạy đâu nữa chứ? Đồ súc sinh! Chết à! Cô Ngọc Liên! Ngọc Liên à! Ngọc Liên! Lo Dương Hoài à, tiền ngày hôm đó đó cũng gần xong rồi. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta vô uống rượu nha. Đừng đánh mã, đừng đánh mã. Ê,
chà, đừng đánh mà. Mà đừng có đánh lộn mà. Bớ người ta, có người đánh lộn nè. Bớ người ta. Có người đánh lộn nè. Nè, nhà người có người đánh lộn trong đó. Tiểu thất, Tiểu thất, chuyện gì vậy? Tống đại ca, Tống đại ca, nó điên đó, tự nhiên đánh em à? Ta cho người biết, hôm nay ta không giết người, ta không phải là Tiểu thất. Nè, Tiểu thất ơi, thật là chuyện gì vậy? Tống đại ca, cái tên dâm tặc này nó định hiếp con Ngọc Liên đó. Nhân diễn, có thiệt hay không vậy? Tống đại ca, nó bậy đó. Chính mắt ta thấy mà. Ngươi đừng nói bậy nha. Tống đại ca, nguyên ngày em đi chung với Lôi Dương Hoài, không tin thì anh hỏi đi. Dạ phải, Tống ngốc sư, tôi xin làm chứng. Chúng tôi đem nguyên ngày mà. Nói láo. Tống đại ca, đừng nghe tụi nó nói. Tống đại ca, nó vu oan em. Tống ngốc sư à, chuyện gì cũng vậy nha, phải hỏi cho kỹ, đừng nghe một bên. Tốt nhất là phải hỏi đương sự coi. Đúng rồi, không tin đi hỏi Ngọc Liên đi. Tống đại ca. Được, anh sẽ về hỏi cô Ngọc Liên. Nguyên Tiểu thất, ta để mặt Tống đại ca, ta tha cho người. Lần sau là người chết đó. Ngươi còn dám nói? Tiểu thất, chúng ta về. Tống đại ca. Đi đi. Tống đại ca. Tiểu thất hãy bình tĩnh đi. Tống đại ca, tại sao anh tha cho nó chứ? Có người làm chứng, chúng ta không có bằng chứng thật sự, không có làm bậy đâu. Kính mắt của em thấy mà. Chúng ta hãy đi về hỏi con Ngọc Liên này, đi. Tiểu thất, đi. Tống đại ca, em ở gì đi, gì nói đi. Ai đó? Ngọc Liên à, là Tống đại ca đây, vô được không vậy? Ờ, anh vô đi. Ngọc Liên, chuyện của em anh đã biết rồi, em có sao không vậy? Không có gì. Thật ra em biết là anh thương em, nhưng mà em cứ tưởng anh là người hiền, không ngờ con người anh làm những chuyện như vậy. Em thì là không ngờ nổi. Ngọc Liên, em đã hiểu lầm Tiểu thất rồi. Em không có hiểu lầm, cũng may là lúc đó em tỉnh lại, nếu không thì em đâu có biết anh là người như vậy. Anh có thể bảo đảm, ngay lúc đó Tiểu thất muốn cứu em thôi. Người mình đánh em ngất xỉu muốn ăn hiếp em là Trương Văn Diễn. Trương Văn Diễn? Đúng vậy. Em hãy để cho Tiểu thất giải thích nha. Hả? Tiểu thất à, vô đi. Vô đi. Tiểu thất à, hãy giải thích với Ngọc Liên đi. Tống đại ca, anh ra ngoài chờ em nha. Cô Ngọc Liên, chuyện đó tôi biết lỗi, là tôi không đúng. Nhưng mà xin cô nghe tôi nói, lúc đó cô bỏ quên gói thuốc, tôi chạy theo cô là định trả gói thuốc cho cô. Và tôi thấy Trương Văn Diễn định hiếp cô, cho nên tôi đánh hắn bỏ chạy. Thật tình tôi không có ý nghĩ hiếp cô đâu. Thiệt là Trương Văn Diễn. Nhưng mà tôi biết hành động của tôi làm cũng không khác gì hành động súc sanh của Trương Văn Diễn. Tôi không phải là người, tôi chết là vừa. Tôi xin quỳ xuống nhận lỗi với cô. Tiểu thất à, Tiểu thất anh đừng làm vậy. Cô không tha lỗi cho tôi cũng đành chịu thôi. Bây giờ tôi tới đây là để từ giã cô. Tôi quyết định theo đại ca của tôi lên Lương Sơn. Không biết chừng nào mới có thể gặp lại cô. Anh lên Lương Sơn? Cô Ngọc Liên, cô hãy bảo trọng nha. Tiểu thất. Tống đại ca. Tiểu thất. Ngọc Liên à. Thôi đi, để cho anh yên tĩnh. Em thật là không ngờ, thì ra là Trương Văn Diễn làm. Em đã trách lầm Tiểu thất. Cái tên Trương Văn Diễn đúng là súc sanh mà. Ê, có chuyện gì vậy? Tôi muốn gặp Tống bác sư. Ê, chỗ này đâu phải muốn vô là vô chứ. Tôi biết, nhưng tôi kiếm Tống bác sư có chuyện gấp mà. Gì cũng vậy thôi. Làm phiền chú vô báo đi. Đi ra đi, những người không quen biết không được vô đây đâu. Nghe lời tôi đi ra đi. Tống bác sư. Chú Phước, có chuyện gì vậy? Đúng rồi, đại công tử à, người này nói kiếm công tử có chuyện gấp lắm đó. Tống bác sư à, nếu chúng tôi nạp tiền cho Tống bác sư chúng tôi đâu còn gì nữa. Anh nộp tiền cho tôi hả? Tôi chưa có hiểu ý của anh.
Tiền mua gà chúng tôi cũng còn nữa, xin đừng ép chúng tôi nộp tiền nha. Nè anh bạn à, hãy đứng dậy nói chuyện đi. Hãy đứng dậy đi, đừng có sợ, đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Chuyện này là sao hả? Anh nói rõ cho tôi nghe đi. Anh sai phó pháp sư của anh tới bắt chúng tôi nộp tiền nữa mà. Trương Văn Diễn, nó bắt nộp tiền bằng cách nào? Mỗi tháng mùng 1 và ngày rằm thì hắn đều bắt chúng tôi nộp 10 lạng. Hắn nói là áp sư kêu hắn làm, nếu mà chúng tôi không chịu nộp thì không cho chúng tôi mua bán, còn đòi bắt chúng tôi nữa đó. Trương Văn Diễn, ngươi không có nên thân chút nào. Chú Phước à. Dạ. Hãy vô trọng lấy cho tôi 40 lượng cho anh này đi. Dạ được. Trương đại nhân. Sao, có ngân lượng không? Dạ có, dạ có đây nè. Ngân lượng ở đây là tiền tháng trước và tháng này của anh em chúng tôi á. Vậy mới phải chứ, sạch sẽ gọn gàng, ai cũng dễ làm việc. Trương Văn Diễn. Đại ca. Thiệt là ngươi hả? Anh bạn, hãy đem cái này về đi. Đi đi. Mà Tống đại sư. Tống đại ca, ngân lượng đây là nó mượn của em, bây giờ nó trả cho em mà. Chính mắt cô ta thấy người còn chối nữa. Đại ca em. Ổn công tôi giúp ngươi về nâng đỡ người, không ngờ ngươi chuyên môn làm ác, tôi đánh cho ngươi biết. Tống đại ca, đừng đánh nữa. Đại ca tôi kêu anh sẽ sắp tôi đó. Ngươi đừng có moi đại ca của ngươi ra nữa. Ổn cho ta thật lòng với ngươi, ngươi đã làm lỗi với ta bao nhiêu lần rồi. Hôm nay ta thay mặt cho đại ca của ngươi dạy cho ngươi bài học. Anh đừng nghe người ta nói bậy nha. Em đâu có làm gì, em không có hại đại tẩu. Không đánh ngươi tự khai. Ngươi muốn hãm hiếp Ngọc Liên, còn ở đây hà hiếp bá tánh nữa. Khốn nạn, ta dạy cho ngươi biết mới được. Anh là tổng pháp sư, anh làm trong tư hình, không có đại nhân đại nghĩa. Được, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Được, Trương Văn Diễn, ta tha mạng chó cho người đó. Tống Giang ta đã tận hết tình nghĩa với người rồi, từ nay đường ai nấy đi. Tống đại ca, anh vừa mới khỏe lại thôi, xấu nhiều rồi vậy? Thật ra Trương Như Diễn còn bao nhiêu chuyện giấu ta nữa. Ta không thể dạy cho nó nên thân, ta cảm thấy có lỗi với người bạn quá của cô ta. Tống đại ca, thật ra anh đã làm tròn trách nhiệm của anh rồi mà. Anh cũng tha cho hắn nhiều lần, hắn chẳng những không biết hối cải mà càng làm càng quá đáng. Hạng người như hắn cũng sẽ có ngày chết thôi. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng trong lòng cô ta thấy khó chịu ghê lắm. Tại vì anh quá nhân nghĩa với hắn, chuyện gì cũng tính cho bạn bè trước. Tống đại ca, Triệu đại ca có liên quan tới Sanh Thành Cương phải không? Là anh che chở cho ảnh hả? Tại sao lại em biết gì? Hôm trước tiểu thất nói là lên Lưu Sơn để gặp hai người anh của ảnh và Triệu đại ca, cho nên em mới nghĩ tới. Em thật là thông minh, em đoán không có sai chút nào. Vậy hôm trước Dương Chí đánh anh bị thương, hắn cũng có liên can tới Sanh Thành Cương hả? Phải. Dương Chí là con cháu của Trung Thần, là tay hảo hán đó. Tiếc rằng bây giờ không biết anh chết hay là sống. Hy vọng anh được trời phù hộ. Dương đại ca, Dương đại ca, anh tỉnh lại đi. Anh làm ơn tỉnh lại đi, anh nghe em nói hay không? Dương đại ca. Sợ gì à, đừng có làm vậy. Con làm vậy cũng mắc công mà thôi. Tại vì nó ngất xỉu mấy ngày hôm nay, làm sao mà tỉnh lại được chứ? Không đâu, chắc chắn anh sẽ tỉnh lại. Anh sẽ tỉnh lại mà. Không đâu, nó từ trên cao té xuống dưới vực sâu là bị thương nặng rồi, làm sao mà cứu nữa. Dù bằng mọi cách con cũng phải cứu anh. Cha đã kiếm hai đại phu nhân về đây chẩn trị cho nó, nhưng mà hai người đều xuôi tay lắc đầu, làm gì có thuốc để chữa trị cho nó nữa. Không đâu, tâm mạch của anh vẫn còn, là vẫn còn hy vọng sống. Cha, để con đích thân đi xuống núi, cha ở đây coi chừng Dương đại ca. Nếu nhìn có rủi ro gì, con cũng không muốn sống nữa đâu. Ê, sợ gì à? Tại sao nó lại si tình đến nỗi như vậy? Không biết làm sao mà nó thương ngươi. Mau lên đi. Cô chờ tôi với, còn phải đi bao xa nữa? Mau lên đi, sắp tới rồi, đi mau lên. Nhà của bệnh nhân ở đâu vậy? Đại phu à, mau lên đi. Còn bao xa nữa? Nhà của bệnh nhân ở đâu?
gần tới rồi, đi mau lên nha. Ê, đường này đi lên Lương Sơn mà. Cô dẫn tôi lên chỗ ổ cướp làm gì chứ? À, không lẽ cô là... Đúng. Hả? Lập tức đi theo tôi. Dạ. Sao hả? Anh bị nội thương nặng lắm, tâm mạch rất yếu. Lập tức cứu ảnh cho ta. Nếu như ảnh có bệ gì, người đừng có hòng trở về. Dạ, tôi ráng. Dương đại ca, anh tỉnh lại rồi hả? Sở Nhi. Dương đại ca, anh bị hôn mê mười mấy ngày rồi đó. Sở Nhi cứu tôi hả? Cảm ơn nha. Sở Nhi, đây là chỗ nào vậy? Đây là hang núi ở sau nhà của em thôi. Cô à, bệnh nhân tỉnh lại rồi, cho tôi về được chưa hả? Không được, bây giờ anh chưa có khỏe hẳn mà, ông đi về sao được. Vậy tức là... Thế nào? Khỏe lại 7-8 phần rồi. Cô hãy theo toa thuốc của tôi và cho anh uống thuốc đúng giờ. Chờ thêm 1-2 tháng nữa thì khỏe hẳn ngay. Xin cảm ơn đại phu nhiều. Không có gì. Cô nương à, tôi lên đây đã. Thôi được, ông đi theo tôi. Cô nương à, tôi nè, bây giờ tôi cho ông về. Nếu mà anh có chuyện gì nữa, dù đi tới đâu tôi cũng mời ông ra đó. Dạ, tôi biết rồi, tôi biết. Đưa ông xuống núi. Dạ. Cảm ơn.